nhau giữa khô cá dưới xấy dẻo còn bụng và cắt bụng. Còn bụng tức là còn để cái bụng cá dưới này anh chị, còn để cái bụng mỡ con cá. Còn cắt bụng á là đã cắt bỏ đi cái bụng mỡ nó rồi, 100% là thịt. Thì cái loại cá này dành cho các anh chị không thích ăn béo. À, còn cái loại mà cá dưới còn bụng này nè là dành cho anh chị thích mà ăn cái cảm nhận cái vị béo, vị giòn của cái mỡ con cá ha. Ha.